Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 263 Nhưng ai đến không tốt hết lần này tới lần khác lại là Khương Nghị. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng để bên ngoài hiểu lầm là Khương Nghị đang hợp tác cùng Tổ Sơn. Thậm chí là Tổ Sơn đang cố ý ủng hộ Khương Nghị. Hậu quả nghiêm trọng càng không thể mong muốn. Không lâu sau đó Diêu Khải Minh trở về mang theo một cái hộp gấm đưa tới trên tay Khương Nghị. Đây là năm viên tinh thạch không gian, thời điểm gặp nguy hiểm cưỡng chế đánh nát có thể hình thành bình chứng không gian ngăn cản uy hiếp, cũng có thể chuyển rời người đến nơi khác. Ngài thật là khách khí. Khờ nghị tiếp nhận hộp gấm, khóe mắt liếc qua, liếc mắt về thương sinh cung ở nơi xa. Là chúc phúc thạch ta muốn sao? Diêu khải mình cũng liếc mắt đến nơi đó. Là chúc phúc thạch, những thánh chủ khác không biết chuyện khương nghị, đang màng chúng sinh tạo hóa con tưởng rằng bên trong thực sự đựng tinh thạch không gian gì đó. Chờ sau khi trường lão Tổ Sơn lấy giấy vàng cùng bát ngọc ra, Khương Nghị lại vui vẻ nhận lấy. Ta không ở nơi này phiền phức các vị chờ tin tốt của ta. Đúng rồi, phương hướng của thượng sinh cùng đến thượng thương cổ thành ta sẽ nghĩ biện pháp mang bọn hắn đến đó. Người muốn đi thượng thương cổ thành sao? Thế nào, sát sinh tiễn không đánh vào được. Theo ta hiểu rõ năng lượng của sát sinh tiễn là năng lượng cầu nguyện, không phải uy lực tự nhiên. Có thể không nhìn pháp trận phòng ngự trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Bình thường pháp trận có thể không nhìn nhưng một ít pháp trận rất mạnh vẫn có thể chống đỡ. Ý của người là sát sinh tiễn không đánh vào được Thượng Thương Cổ Thành. Bình chướng tại Thượng Thương Cổ Thành đã yếu đi rất nhiều hẳn là có thể đánh vào. Nhưng hiệu quả không biết là sẽ ra sao. Cách 50 vạn dặm đều có thể đả thương Thánh Vương. Thượng Thương chỉ cách xa 10 vạn dặm coi như suy yếu cũng có thể xét đánh. Ta tin tưởng các ngươi. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường ý là có thể giết hay không còn không phải nhìn các người có toàn lực ứng phó hay không. Diều Khải Minh nói, Thượng Thương Cổ Thành là thánh điện nhân tộc, ý nghĩa đặc biệt chúng ta không muốn tùy tiện mạo phạm. Nếu có thể người vẫn nên đi ra bên ngoài chỉ dẫn, không có pháp trận ngăn cản hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Các người cứ chờ tin tức của ta, các vị tạm biệt. Sau khi Khương Nghị rời khỏi tử vi thánh chủ trầm mặt nói, Diệu Trấn thủ, ngài rất rõ ràng thân phận của Khương Nghị bây giờ, nói là thiên hạ công địch, đều khẩu chút quá đáng nào, ngài hợp tác cùng hắn như thế này thật thích hợp sao? Diêu Khải Minh nhìn bóng lưng Khương Nghị xuống núi thản nhiên nói. Lãnh Thánh Chủ, người phải hiểu rõ một chuyện. Khương Nghị không phải là thiên hạ công địch mà là kẻ địch của 12 hoàng đạo. Sở dĩ là kẻ địch cũng không phải Khương Nghị làm chuyện thường thiền hại lý, mà là bọn hắn coi Khương Nghị thành uy hiếp là sợ xét là trả thu Từ vì Thánh Chủ há tò miệng vậy mà đã bị chế trụ, những Thánh Chủ khác đều sừng sốt một chút. À, là có chuyện như vậy sao? Giống như thật có chuyện như vậy. Khương Nghị sở dĩ bị đà kích bị vây bắt không phải là bởi vì bây giờ đã làm cái gì, mà là đã từng làm cái gì. Cũng không liên quan tới uy hiếp dân chúng, mà là uy hiếp 12 hoàng đạo. Diều Khải Minh tiếp tục nói, Khương Nghị đã từng là chủ nhân Thương Huyền, cũng từng dẫn đầu Thương Huyền ngay chiến bắt châu thập Tam Hải. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn vẫn là hộ giả Thương Huyền, chúng sinh Thương Huyền không nên hận hắn, càng không nên e ngại hắn. Chúng ta coi như thực sự hợp tác cùng Khương Nghị cũng không thể của trách quá nhiều. Vô hội thánh chủ nhìn Diêu Khải Minh thật sâu. Lão đầu nhi này lại có thể nói ra lời như vậy thật chẳng lẽ muốn hợp tác cùng Khương Nghị sao? Khương Hồng Võ Ân Thầm Kinh Ngạc cũng có chút phấn chấn. Nếu như Diêu Khải Minh thực sự có khuynh hướng nghiêng về phía Khương Nghị, đối với việc phát triển tương lai của Khương Nghị thực sự là quá quan trọng. Diêu Khải Minh tiếp tục nói Tổ sơn chúng ta cũng nghĩa vụ để chúng sinh hiểu được hiện thực. Không nên bởi vì 12 hoàng đạo coi khương nghị là kẻ địch, mà để cho tất cả đều coi khương nghị là kẻ địch. Tử vi thánh địa lúc này cũng nói. Nhưng bây giờ khương nghị đã đắc tội với 12 hoàng đạo. Nếu như ngài đứng ở bên khương nghị chẳng khác nào đắc tội với 12 hoàng đạo. Nếu như 12 hoàng đạo xem tổ sơn nhiều ý hiếp, chuyện muốn làm đầu tiên chính là hủy đi thương sinh cung. Ta chưa hề nói sẽ đứng ở bên ai, chỉ là nhắc nhở các vị thánh chủ không nên nói cái gì là thiên hạ công địch nữa. Càng không nên coi Khương Nghị là kẻ địch. Nếu như Khương Nghị đốt giấy ở trước mặt mọi người chẳng khác nào nói cho 12 hoàng đạo là ngài đang giúp đỡ hắn. Bây giờ chúng ta để có thể lại lần nữa thông cáo thiên hạ tiếp tục kéo dài chiến tranh cùng vạn đạo thần giáo. Cũng xin mời chúng sinh thiên hạ kịp thời phản ứng với vạn đạo thần giáo. Ngoài ra còn có thể điều động một bộ phận đệ tử ra ngoài tìm kiếm các cường giả của vạn đạo thần giáo để làm dáng một chút. Mọi việc hành động như thế đều là che giấu tốt. Coi như đến lúc đó Khương Nghị có chỉ dẫn, chỉ cần không công khai bại lộ hành vi đốt giấy, tất cả hoàng đạo sẽ không biết là chúng ta đang cùng Khương Nghị hợp tác. Diệu Khải Minh ngay đang chơi với lửa. Từ vì Thánh Chủ nghe ra ý tứ đấy không phải che giấu, rõ ràng là đang muốn trợ giúp Khương Nghị lãnh thánh chủ ngươi đâu ra lửa dẫn vạn giới môn có thể hình thành không gian loạn lưu vạn vẹo sát sinh tiễn chúng ta mù quáng đà kích không thể nghi ngờ chính là lãng phí lời cầu nguyện của dân chúng lãng phí tinh lực của chúng ta khương nghị nguyện ý giúp chúng ta chỉ dẫn vạn đạo thân giáo điều này thì có gì không ổn ta nói chính là thái độ của ngài ngài hợp tác cùng với khương nghị chính là đang mạo hiểm là đang tiêu hao tín dự mà tổ sơn tích lũy càng nâng đầy tổ sơn đến tình cảnh nguy hiểm một khi bị người khác phát hiện mười hai hoàng đạo lúc nào cũng có thể đạp diệt tổ sơn mặc dù bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chúng ta đã kích vạn đạo thần giáo nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy thường sinh cung của tổ sơn là được khương nghị sử dụng ta không để ý báo thù cho đại diễn thánh địa nhưng chúng ta có thể dùng cách của chính chúng ta một phương thức không chút liền lụy nào cùng với khương nghị Tử vi thánh chủ càng nói càng kích động trực diện rằng co với Diêu Khải Minh. Tôn chủ bắc bộ thánh chủ thiền lần thánh địa cũng nói. Khương Nghị xuất thân từ vô hồi thánh địa, thiền hậu lại xuất thân từ đại diễn thánh địa. Bên ngoài khó tránh khỏi sẽ sinh ra suy đoán với thái độ của liên minh thánh địa chúng ta. Tại thời kỳ này chúng ta càng nên tránh hiểm nghi của với tên Khương Nghị kia. Ta cũng nguyện ý báo thù cho đại diễn thánh địa, lấy chính từ Thái Tổ Sơn nhưng hợp tác cùng với Khương Nghị đúng là đang chơi với lửa. Diêu Khải Minh nói, ta vừa mới nhắc nhở qua các người Khương Nghị chỉ là kẻ thù của Hoàng Đạo, không phải kẻ thù của dân chúng. Chúng ta hợp tác cùng Khương Nghị không có gì đáng trách. Từ vì Thánh Chủ đưa tay chỉ đến Diêu Khải Minh nghiêm túc nói, Người là đang biện hộ, ta cũng đã nói rất rõ ràng chúng ta không phải sợ dân chúng hiểu lầm, mà là phải đề phòng Hoàng Đạo. Một khi thế đứng trong chúng ta phát sinh sự trách đi hậu quả khó mà nói. Diêu Khải Minh mới là người chấn thủ Tổ Sơn. Có quyền tại thời kỳ đặc thù quyết định thái độ Tổ Sơn, nhưng người phải phụ trách vì hành động của mình. Một khi quyết định của người nghiêm trọng tổn hại đến tổ sơn, thậm chí an toàn của tất cả thường tất cả thánh địa của thường huyền, thánh chủ chúng ta có tư cách liền dành bãi miễn người để mà lập người chấn thủ khác. Diêu Khải Minh quay người nghiêm túc nhìn hắn. Vào cái ngày Diêu Khải Minh ta kế nhiệm vị trí trấn thủ tổ sơn đó ta đã từng tuyên thệ bảo vệ di huấn tiên tổ, thủ vệ an nguy thánh địa của thường huyền. Rất tốt, nếu người đã nhớ kỹ liền phải phụ trách tới cùng. Nếu như nổi lên điều gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ liền danh bãi miễn ngươi. Tử vì thánh chủ hừ một tiếng giận dữ rời khỏi nhưng đi không bao xa. Bên cạnh lại bay tới một lời nói nhỏ. Điều kiện lập chấn thủ khác có phải ưu tiên thánh ly hay không? Có phải ta có cơ hội hay không? Đám người tìm theo tiếng trông qua sắc mặt lập tức đặc sắc. Là vô hồi thánh chủ. Tử vì thánh chủ đều ngừng bước lông mày đang dần dần nhíu chặt dựa theo tổ huấn nếu như người chấn thủ tổ sơn làm trái với quy củ tổ tông hoặc là một ít quyết định xuất hiện sai lầm trọng đại đưa tổ sơn thậm chí liệt minh thánh địa gặp nguy nan tôn chủ bốn phương cùng tứ đại thánh chủ thánh địa trung ương sẽ có quyền lợi liên danh đưa ra bãi miễn nhưng địa vị tổ sơn đặc thù không thể một ngày không thủ muốn bãi miễn chấn thủ liền cần tân nhiệm chấn thủ lập tức kế nhiệm để tránh xuất hiện quyết sách thời gian chống tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn Tại loại tình huống này nếu như trong thánh địa thường huyền có cảnh giới thánh linh cần cân nhắc đầu tiên. Nếu như vị thánh linh này có thể một nửa, có được ủng hộ liền lập tức được kế nhiệm. Nếu như lại có tiền nhiệm cho phép chỉ cần từ trong 8 phiếu đạt được 3 phiếu, liền có thể kế nhiệm. Nếu như không có thánh linh thì cần phải chọn lựa trong bán thánh điều kiện càng trở nên hà khắc hơn. Bây giờ bên trong liên minh thánh địa còn không có vị thánh linh thứ hai nhưng đã có 5 vị bán thánh phân biệt thuộc về bốn thánh địa trung ương còn có vô hồi thánh chủ. Nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh này lại đã biến đổi linh văn đến không thể tưởng tượng nổi, bước vào cảnh giới bán thánh. Nguyên nhân có thể hoàn thành dị biến linh văn có thể là do một loại bí bảo nào đó mà Khương Nghị lấy được từ bên trong thượng thương cổ thành. Theo bọn hắn quan sát có thể đó là xương cột sống của Thái Võ Nhân Hoàng. Bởi vì vô hồi thánh chủ càng ngày càng có tư thái nữ hoàng không chỉ là uy nghi càng quan trọng hơn là trong lúc vô tình lại tràn ngập uy thế thái tuế. Muốn nói trong năm vị bán thánh ai càng có hy vọng bước lên thánh linh, không thể nghi ngờ đó chính là vô hồi thánh chủ. Sắc mặt tử vi thánh chủ dần dần khó coi nếu quả thật như bãi miễn diêu khải minh, chẳng phải là để vô hồi thánh chủ chấn thù sao? Nghĩ tới đây tử vi thánh chủ lại rùng mình một cái. Không chỉ có tử vi thánh chủ rùng mình, tất cả thánh chủ thánh địa đều cảm thấy lạnh người, cái còn mụ điên kia mà tiếp quản tổ sơn thì còn đến cái mức quái nào nữa đây không chỉ có thường huyền sắp điên mà bọn hắn cũng phát muốn phát điên diêu khải minh đều trao mày không thể tuyệt đối không thể để vội thánh chủ tiếp quản tổ sơn nếu không toàn thương huyền đều muốn sôi trào khi bầu không khí kiềm chế càng quái dị hơn bao phủ tổ sơn vội thánh chủ đột nhiên quay người rời khỏi bước chân vội vàng diêu khải minh gọi vội thánh chủ ngươi muốn ta bế quan sống vào thánh linh cảnh vội thánh chủ càng chạy càng nhanh lại lập tức bay ra ngoài thánh chủ ngài quá rõ ràng diều chấn thủ người ta còn không có lui bọn người ngụy thiền thu vội vàng đuổi theo cơ hội luôn luôn để cho người có chuẩn bị ta phải thường xuyên chuẩn bị giọng vội thánh chủ từ xa xa bay tới kích thích các thánh chủ khác khóc không ra nước mắt diều chấn thủ ngàn vạn lần phải thận trọng Thái Huyền Thánh Chủ, Hạo Thường Thánh Chủ, hai vị Thánh Chủ Thánh Địa Trùng Ương vội vàng nhắc nhở Diêu Khải Minh. Người có thể ngàn vạn lần không thể nào lùi được, chúng ta thật chịu không được cái con mụ điên kia. Ta kính sợ tổ tiền tuyệt đối sẽ không vi phạm nghiêm trọng, quy tắc của tiền tổ. Diêu Khải Minh tỏ thái độ rất mịt mờ sở dĩ hắn cần nhắc trợ giúp Khương Nghị là bởi vì Khương Nghị đã đạt được truyền thừa mà bọn hắn cần, cũng chỉ có truyền thừa như khương nghị mới có thể để thường sinh cùng phát huy đến cực hạn nhưng tình huống bây giờ phức tạp lại nghiêm trọng hắn thực sự không thể nói rõ ràng những thánh chủ này chỉ có thể yên lặng tự mình gánh lấy từ vì thánh chủ nghiêm mặt trở lại đình viện của mình thực sự nghĩ mãi mà không rõ diêu khải mình phát điên cái gì hắn biết rõ rõ ràng khương nghị cùng vôi thánh chủ là đang diễn kịch cũng biết mục đích thực sự của khương nghị mà lại còn giả vờ ngây ngốc phối hợp cuối cùng lại còn tiếp nhận yêu cầu của Khương Nghị, phối hợp đả kích vạn đạo thần giáo. Hắn không phản đối đả kích vạn đạo thần giáo, nhưng cũng không đồng ý đối với cái cách làm như vậy. Không được, không thể để cho Diêu Khải Minh làm xăng làm bậy như vậy được. Tử vì Thánh Chủ đứng dậy gọi túc lão tâm phúc ở phía ngoài đi vào. Sắp xếp người đến biên cảnh Nam Cương xích thiên thần triều thả tin tức. Liền nói Khương Nghị hư hư thực thực đang xuất hiện tại Thượng Thường Cổ Thành thánh chủ ngài muốn trước khi vạn đạo thần giáo truy sát đến khương nghị để xích thiên thần triều giết hắn sao bây giờ tất cả hoàng đạo đều bị trấn trụ kẻ có quyết tâm đảm lượng truy sát khương nghị thuộc về xích thiên thần triều đầu tiên nhưng tại thời điểm ngươi rải tin tức tuyệt đối không được để bại lộ thân phận chúng ta cũng phải nói hư hư thực thực về tung tích khương nghị đừng làm cho quá rõ ràng thánh chủ yên tâm để ta mang mấy đệ tử của mình qua phải nhanh Bây giờ Khương Nghị đến thượng thương cổ thành cũng không chỉ là đơn giản dẫn dụ vạn đạo thần giáo như vậy. Ta hoài nghi hắn còn có mục đích khác. Sau khi Khương Nghị rời khỏi Tổ Sơn không lâu, Tổ Sơn lần nữa tuyên cáo thiên hạ. Mối thù đại diễn không đội trời chung, Tổ Sơn phải báo thù đến cùng. Thần giáo bất diệt thánh chiến không ngớt. Xin mời dân chúng truy tùng thánh linh của vạn đạo thần giáo ở bên ngoài. Chỉ dẫn cho thương sinh cung hoàn thành đá kích tinh chuẩn. <laughs> lời tuyên cáo bá khí chấn kinh cả thương huyền. Khi Tu La nộ phách vạn đạo thần giáo, tất cả lực chú ý đều bỏ vào trên thân thiên hậu cùng khương nghị. Đối với chuyện đại diễn khánh địa gặp phải mà nói, đây đều xem như là một trận báo thù tàn khốc nhất, cũng không có xem tổ sơn ra chuyện gì. Ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống này vậy mà tổ sơn lại tiếp tục bảo vệ tuyên ngôn chiến tranh trước đó của mình, còn muốn tiếp tục đả kích đối với vạn đạo thần giáo. Đối với vạn đạo thần giáo mà nói đây không khác gì sát muối vào vết thương. Không có pháp trận bảo vệ bọn hắn cơ hồ không có chỗ để trốn. Chỉ cần sát sinh tiễn khóa chặt bọn hắn liền có thể đánh giết từng kẻ. Tuy nhiên các phường nghĩ lại đây tựa hồ là tổ sơn đang bảo vệ danh dự mình. Thật giống như đang nói thiền hậu báo thù đó là chuyện của thiền hậu. Đối với tổ sơn mà nói vạn đạo thần giáo đạp diệt tôn chủ tây bộ bọn hắn. Tổ sơn liền phải dùng phương thức của mình để mà đả kích cửu thiên thần giáo đại quang mang thần điện chú thiên thần điện xích thiên thần điện đều cao điệu ủng hộ quyết nghị của tổ sơn tức là có thể đả kích vạn đạo thần giáo còn không cần tự mình động thủ trên đời nào có chuyện tốt như vậy đương nhiên muốn duy trì thượng thường cổ thành khương nghị một lần nữa về tới chiến trường mà mình đã từng điên cuồng ở nơi đây tường thành nguy nga vẫn cao vút ở trong mây ánh sáng sôi trào lên càng giống như đại dương mênh mông rọi khắp mấy vạn dặm núi sông tại trung vực nhưng sau khi bị tất cả hoàng đạo tiếp tục tàn phá cửa thành đã bị trọng thương phòng ngự yếu bớt trên diện rộng đối với áp chế võ giả đi đến cũng không còn có mãnh liệt như vậy phổ biến có thể đặt ở lục trọng thiên trở xuống cảnh giới bán thánh chỉ có thể áp chế đến bát trọng thiên thánh linh cảnh miễn cưỡng áp chế duy trì tại bán thánh tuy nhiên bầu không khí trong thành ngược lại an tĩnh hơn rất nhiều không táo bạo giống như trước đó dù sao thứ nên đào cũng đều đã đào ra hết rồi tất cả thế lực cấp hoàng đạo sớm đã lần lượt rút lui chỉ có rất nhiều tán tu cùng thế lực bình thường dù đã ở bên trong hy vọng có thể gặp phải vận khí tốt tất cả người vào thành đều sẽ bị ánh sáng trong cửa thành bao phủ thiền mệnh thần thạch sống ở trong cửa thành sao khương nghị đứng trong cửa thành bừa bộn cẩn thận quan sát đến những vết nứt sụp đổ kia xuống đan hoàng ở trong ý thức của khương nghị lên tiếng thiền mệnh chiến giới của người không có phản ứng sao khương nghị móc móc trong góc khe hở nói thời điểm còn chưa tới gần cổ thành liền có phản ứng nhưng cảm ứng là cả tòa cổ thành rất to lớn rất bành trướng không có chỉ hướng đặc biệt thiền mệnh chiến giới phóng theo thượng thương cổ thành chế tạo người cẩn thận cấu tạo của thiền mệnh chiến giới hẳn là có thể xác định nơi hạch tâm pháp trận của cổ thành thiền mệnh chiến giới phóng thích năng lượng là từ thân thể của ta sau đó trải rộng ra bốn phương tám hướng hình thành lĩnh vực thượng thương cổ thành cũng hẳn là như thế này sẽ có loại hình tế đàn ở trung bộ từ nơi đó phóng thích năng lượng thiền mệnh trung bộ à có đạo lý <laughs> khương nghị xuyên qua cửa thành đi đến thượng thương cổ thành sau khi khương qua để long lân lôi mã ở lại bên ngoài liền đi theo khương nghị tiến vào cổ thành thượng thương cổ thành không có ảnh hưởng đến cảnh giới của khương nghị vẫn là lục trọng thiên đây khả năng có liên quan cùng thiên mệnh chiến giới hắn mang trên người triệt tiêu ảnh hưởng của pháp trận thượng thương cảnh giới của khương Qua lại bị tấn áp mãnh chế lùi đến bát trọng thiên có suýt nữa rớt xuống đến thất trọng thiên bọn hắn đi ngang qua rừng rậm vượt qua núi lớn chạy hơn ngàn dặm đi tới khu vực trung tâm của thượng thương cổ thành ở trên vị trí địa lý nơi này thuộc về nội thành cho nên rất nhiều người đều tập trung vào nơi này trong vòng mấy tháng ngắn ngủi dẹp yên rừng rậm lật ngược núi cao không ngừng đào sâu vào từng tầng đất phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh hỗn độn mặc dù không hề phát hiện được thứ gì nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tụ ở chỗ này làm không biết mệt tìm kiếm hy vọng có thể có chỗ phát hiện khương nghị đang yên lặng ở trong phế tích ý thức cùng với đại địa mẫu khí liên hệ cảm giác dưới mặt đất hết thảy mọi thứ nhưng đi khắp trăm dặm phế tích trong ý thức tất cả đều là thổ nguyên lực mênh mông không có bất kỳ năng lượng đáng chú ý gì chẳng lẽ không phải nơi này khương nghị kỳ quái mở rộng phạm vi tìm kiếm vẫn không thu hoạch được gì hắn thử kích phát thiền mệnh chiến giới cũng không có bất kỳ đáp lại nào nơi này khẳng định có thiền mệnh thần thạch có thể giấu ở trong cấm chế nào đó không sai khẳng định là như thế cấm chế như thế này há có thể tùy tiện bị người phát hiện sao khương nghị chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm tỉ mỉ không buông thà bất cứ vấn đề nhỏ xíu gì ở dưới địa tầng cũng tiếp tục kích ra thiên mệnh chiến giới hy vọng có chỗ có thể đáp lại nhưng trước sau năm ngày vẫn không có bất kỳ phát hiện gì không nên chứ khương nghị ngồi trên tàng đá ngẩn người nhìn qua phế tích rộng lớn chẳng lẽ dấu rất là bí mật sao nhưng hắn có thể cảm ứng cùng đại địa mẫu khí còn mang theo thiên mệnh thần thạch dù có bí ẩn đều là sẽ có phản ứng cho dù là một phản ứng vô cùng yếu ớt mới đúng đàn hoàng nhắc nhở không nên gấp gáp nghiên cứu thiên mệnh chiến giới của ngươi nói không chừng có thể phát hiện được thứ gì ta đã nghiên cứu rất thấu chẳng lẽ bỏ sót nơi nào ư khương nghị bình phục tâm tình tiếp tục phóng thích thiên mệnh chiến giới cảm ngộ sự ảo diệu bên trong khương quà không giúp được gì chỉ có thể hầu ở bên cạnh lại qua hai ngày Khương Qua nhìn Khương Nghị đang cau mày một chút, sau đó lắc đầu đi đến trong phế tích, quan sát đến bình chướng mênh mông rộng lớn ở trên bầu trời. Đột nhiên hắn lóe lên linh quang quay đầu lại mà hỏi: "Thiên bệnh chiến giới của người có thể ảnh hưởng bao nhiêu phạm vi?" "Khoảng chừng 7, tám chục dặm." Khương Nghị nhắm mắt lại ý thức đắm chìm bên trong thiên mệnh chiến giới tại tâm hải. Niết bàn cảnh lục trọng thiên có thể ảnh hưởng đến 7, tám chục dặm, chờ đến cảnh giới thánh linh có thể mở rộng đến phạm vi gì? cảnh giới càng cao, kích phát hiệu quả càng mạnh, đến lúc đó hẳn là có thể đến ba năm trăm dặm. Chờ người đến thánh linh cảnh có phải có thể áp chế thánh vương không? Thánh vương ư, hẳn là có thể. Vậy trong này có phải có điều gì khác biệt hay không? Có khác biệt gì? Khương Nghị rút ý thức ra khỏi tâm hải. Ngay cả thánh vương mà thiên mệnh chiến giới đều có thể áp chế, phạm vi chỉ có vài trăm dặm. Năm đó thượng thương của thành hẳn cũng có thể áp chế thánh vương, nhưng phạm vi duy trì tại hơn hai ngàn dặm. Ta chỉ dự đoán nếu thật đến thánh linh cảnh khả năng phạm vi sẽ càng lớn, ví dụ như mấy trăm hay đến hơn ngàn. Mà nơi này hẳn là một loại tế đàn nào đó, cũng là dùng năng lượng càng mạnh thổi động thiền mệnh thần thạch. Khờ nghị đột nhiên đẩy lông mày lên một cái, nghĩ đến một khả năng nào đó. Chẳng lẽ bên trong địa tầng tại thương thương cổ thành không chỉ là một khối thiền mệnh thần thạch ư? Ví dụ như ba khối. Ba khối thiền mệnh thần thạch bố trí tại ba khu tế đàn cũng có khả năng là bốn khối hay năm khối. Cứ như vậy nhiều tế đàn khẳng định không phải tụ tập đến trung ương mà là phân tán ở xung quanh. Không cùng vị trí phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn hơn. Khương Nghị càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như là phân tán, như vậy vị trí rất có thể là từ trung tâm kéo ra bên ngoài hơn 500 dặm. Nếu như tìm kiếm xung quanh rất có thể liền sẽ có phát hiện. Khương qua tốt. Khương Nghị cọ nhảy dựng lên lập tức phóng tới bên ngoài, nếu thực sự là có mấy khối thu hoạch lần này càng lớn hơn. Khương Qua bước nhanh đuổi theo nếu như ba khối thần thạch hoàn toàn mới rót vào Thiên Mệnh Chiến Giới, Thiên Mệnh Chiến Giới vô cùng có khả năng trở lại đỉnh phong biến thành thần khí. Loại thần khí phòng ngự phối hợp thuần huyết của Khương Nghị chỉ sợ đều có ảnh hưởng đến thánh linh. Khương Nghị phóng tới 500 dặm bắt đầu dò xét một lần nữa, một bên kích hoạt Thiên Mệnh Chiến Giới, một bên cảm nhận đại địa mấu khí, tỉ mỉ dò xét địa tầng. Hai ngày sau, có phát hiện ở ngay phía dưới. Khương Nghị cảm ngộ ý thức trong không gian xuất hiện mê vụ yếu ớt mà mông lung. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại tràn đầy thỏa nguyên lực trong không gian ý thức vẫn rất đáng chú ý. Khương Nghị thử áp chế thiệt bệnh chiến giới, đoàn mê vụ mông lung kia dần dần ảm đạm. Sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay cả liên hệ cùng đại địa mẫu khí cũng đều hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại. Hắn thở phóng thích toàn lực đoàn mê vụ mông lung kia lại dần dần hiển hiện còn nở rộ lên ánh sáng đây là phản ứng giữa thiên mệnh thần thạch thật đã tìm được khương qua đều kích động thầy khương nghị phát hiện ở chỗ này liền mang ý nghĩa những vị trí khác sẽ còn có thêm càng nhiều đến phía dưới nhìn khương nghị nhìn xung quanh một chút sau khi xác định không ai chú ý liền mang theo khương qua tiến vào dưới mặt đất nóng này nham thạch tầng đất nhanh chóng lặn xuống càng là hướng xuống thiên mệnh chiến giới càng sao động thiên mệnh thần thạch bên trong tinh cầu chập trùng lên xuống bành trướng uy lực năng lượng nồng đậm ngay cả huyết văn trài rộng trong máu thịt cũng đều nổi lên sóng nhiệt mê vụ trong không gian ý thức càng là nở rộ lên hào quang sáng chói không còn mông lung mà là có thể thấy rõ ràng rốt cuộc sau khi bọn hắn lặn xuống trọn vẹn hơn ba ngàn mét mê vụ trong ý thức đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh là một tế đàn hùng vĩ lại rộng rãi nhưng không phải kiến tạo bên trong tầng đất mà là chìm nổi ở trong hư không. Bị đạo ngấn không gian bao viên. Chỉ có thể thông qua kích thích đại địa mẫu khí do ý thức cảm nhận được tồn tại. Ở đâu? Khương qua nhìn địa tầng đen kịt không có cái gì, ngay cả năng lượng yếu ớt đều không có. Đang ở kề bên. Khương Nghị nhắm mắt lại thông qua ý thức quan sát đến tế đàn. Từ hình dáng đến xem chỉ sợ phải cao đến ba 300 m Phía trên còn trải rộng vết tích cực kỳ giống xiềng xích cực kỳ giống huyết phần trong thân thể của hắn sao ta lại không cảm giác được gì nó không ở thế giới này có ý gì tình huống hẳn là giống phần thiên chiến vực do thiên hậu cất giấu ẩn nấp tại hư không sau đó thông qua điểm kết nối đặc thù nào đó ở phía ngoài cùng thượng thường ra liên hệ người rời khỏi một chút ta đi thử ta đi đâu tới mặt đất ta phải dùng sơn hai đại táng tìm kiếm điểm kết nối cùng loại với hòn đá trên mặt đất không khác gì mò kim đáy biển. Hắn chỉ có thể cưỡng ép trôn vùi mảnh đất này trùng kích điểm kết nối, mới có thể dẫn tế đàn từ trong hư không ra. Sau khi Khương Qua rời khỏi, Khương Nghị vạch phá hai tay, hành tẩu trong tầng đất, hạ xuống máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng minh tưởng cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng. Âm âm! Địa tầng kịch liệt cuồn cuộn quét sạch hơn 60 dặm như bài sơn đào hải chôn vùi địa tầng quả nhiên ba tầng đá ẩn tàng đã bộc phát cường quang hóa thành cát bụi sau đó bình chướng ở hư không sụp đổ nương theo cường quang bành trướng giống như tinh hà để tế đàn cổ lão rời khỏi hư không tái hiện nơi địa tầng khương nghị vừa muốn phấn chấn lại bất chợt bị năng lượng khủng bố vô tình bao phủ chính là trạng thái suy yếu nhất suýt chút nữa liền muốn bị tươi sống đánh chết tế đàn tỏa ra uy thế kinh khủng càng sôi trào ánh sáng mãnh liệt giống như là núi lửa hồng hoang đang cuồn cuộn phá tan địa tầng phóng thẳng tới khung trời. Đời này xuất hiện cường quang kịch biến ngoài ý muốn lập tức kích thích cánh rừng xung quanh. Có bảo vật xuất thế sao? Ông trời ơi lại thật còn có bảo vật. Chẳng lẽ lại là mộ nhân hoàng? Thường thiên mở mắt vậy mà thực sự để cho chúng ta đợi đến bảo vật xuất thế rồi. Biển người sao động quần tình xúc động. Chành nhau chèn lấn mà phóng tới. Sơn Hà Đại Táng chôn vùi ra một cái hố to hơn 60 dặm bao la hùng vĩ bụi mù đến ngập trời. Một tòa tế đàn cổ lão lơ lửng ở phía trên hố to cao tới hơn 300 mét, rộng rãi như núi. Đường vân màu máu từ trong tế đàn lan tràn mà ra giống như là mạch máu đang bành trướng nhảy nhót, tàn ra uy thế để cho người ta hít thở không thông. Ánh sáng sôi trào như cơn gió lốc trắng kiện trường hai ba trăm mét, liền miền bất tuyệt bạo kích khung trời. Khương Nghị nằm nhoài trong hố sâu, toàn thân be bết máu thịt lộ ra bạch cốt âm u cùng trái tim đang bành trướng nhảy lên ý thức hôn mê hấp hối. Khương Quà lo lắng xông vào trong hố sâu nhìn thấy thảm trạng của Khương Nghị sắc mặt đột nhiên biến. Người không sao đấy chứ. Khương Nghị hoảng hốt một lát miễn cưỡng khôi phục ý thức sau đó vận dụng tiểu niết bàn thuật khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khương Quà phóng tới cũng thoáng thở vào. Chúng ta tìm tới thiên mệnh thần thạch, nơi này có, nói rõ nơi khác còn có, nhanh bổ tế đàn ra mang thần thạch đi. Khương Nghị mạnh sâu hít một hơi triệu ra tàn đau bổ về phía tế đàn. Khương Quà phát động yêu hỏa ngưng tụ võ pháp cường thịnh, đánh tới tế đàn nguy nga. Âm âm, tế đàn bị trùng kích mãnh liệt nhưng lại lù lù bất động, vững như thiên nhạc. Ngay cả mảnh vỡ đều không có sụp xuống. Nhanh 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 ở nơi đó là cái gì đang phát sáng vậy? Hồ lớn như thế sẽ là bảo bối gì? Một tòa tế đàn ánh sáng quá trói mắt, đoạt nhanh đoạt đi, ta là của ta biển người từ bốn phương tám hướng kéo thành đàn chạy tới nơi này. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sôi trào nhiệt huyết hô to gọi bậy nhào về phía dưới đáy hố. Nhưng một tiếng gáy to sắc nhọn vàng vọng hố sâu, khương qua hóa thân thành bá tiên yêu hoàng. Sôi trào yêu hòa trí cường trí liệt cường thịnh uy hiếp đám người đang sông tới. Khổng tước ư, mù sao đó là phượng hoàng. Quá, à, phượng hoàng uy nghiêm. Phượng hoàng ư, sao nơi này có thể có được phượng hoàng? mọi người kích động đều liên tiếp ngừng lại chấn kinh lại kinh ngạc mà nhìn phượng hoàng dương cánh ở không trung khương Nghị rất nhiều người ánh mắt ngay sau đó chuyển đến hướng nam tử vung mạnh đao đang bừa bãi trên tế đàn kia tại thương huyền này chỉ có một người có phượng hoàng bên cạnh chính là phần thiên thần hoàng truyền thế khương nghị khương nghị thật sự là khương nghị hắn là vệ thượng thương cổ thanh rồi tiếng kinh hồ liên tiếp vang lên rất nhiều người đều kinh sợ lùi lại mấy bước kính sợ lại kiêng kỵ sự kiện của vạn đạo thần giáo còn đang điên cuồng truyền bá trên trăm vạn dặm sơn hà thường huyền dư ba khó mà nói hết cơ hồ tất cả mọi người còn đang nghị luận về khương nghị thiên hậu tu la cùng vạn thế thần triều nghị luận về sự tích của bọn hắn cũng nghị luận diễn biến thế cuộc tiếp theo của thường huyền trong trái tim của tất cả mọi người bây giờ khương nghị hẳn là đang liên thủ với thiên hậu đóng giữ luân hồi bí cảnh càng là muốn bằng mượn vào nơi đó khởi xướng báo thù tất cả hoàng tộc hoàng đạo thường huyền Ai cũng không nghĩ tới dưới cục diện vi diệu này Khương Nghị lại không chút kiên kỵ nào mà xuất hiện tại thượng thương cổ thành. Đều thành thành thật thật nhìn cho ta ai dám mạo phạm giết không tha. Bá thiền yêu hoàng uy nghiêm thét lên ra lệnh sau đó cuốn lên quần cuộn liệt diễm đánh tới tế đàn. Khương Nghị triển khai toàn bộ thực lực huyết khí sôi trào. Liên tục bổ ra 20 đào thi triển chiến kỹ cổ thú cuồng dã vọt mạnh. Cuối cùng đã triệu ra tổ sơn, quấn quanh lấy xiềng xích đánh tung đập loạn thành thế chấn động không gian mạnh liệt đánh thang vánh sáng tế đàn tiếp tục sôi trào người ở bên ngoài càng ngày càng nhiều nhưng nhiếp tại ủy danh khương nghị càng nhiếp ở thế công bạo ngược trước mắt này đều thành thành thật thật dừng ở nỗ xa nhưng bọn hắn rung động lại càng rung động mệnh đây chính là số mệnh rất nhiều người bọn hắn ở chỗ này đào tầm năm ba tháng không thu hoạch được gì tên khương nghị vừa mới tiến tới nơi này liền từ mặt đất đào ra bảo vật nhiều như vậy Nhìn cái trình độ năng lượng này chẳng lẽ lại là cổ điện của vị nhân hoàng nào? tin tức kéo dài oanh động, ánh sáng càng chấn động toàn thành. Cương giá tán mát tại các nơi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy tới nơi này. Từ mấy ngàn đến hơn vạn lại đến mười mấy vạn. Ồ áp bao trùm lấy dãy núi rừng rậm. Bầu không khí nhiệt liệt càng thêm sao động. Rốt cuộc cũng lại nhìn thấy bảo vật xuất hiện tại thượng thương cổ thành. Nhưng lại không thể nào thuộc về mình loại cảm giác này đúng là khó mà tiếp thu. Không lâu sau đó một chút tán tu cường hãn bắt đầu lặng lẽ tập kết. Từ đệ các tộc cũng đang bí mật liên hợp. Mặc dù hung danh Khương Nghị đang thịnh, nhưng bọn hắn nhiều người chỉ cần tập thể sồng lên liền có thể phân phá bảo vật. Nếu thực sự là gì cốt nhân hoàng tùy tiện cướp được một khối, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình tập, thậm chí là cả toàn tộc. Răng rắc, khi Khương Nghị Khương Qua đánh ra vết nứt trên tế đàn, bầu không khí yên lặng xung quanh nhanh chóng táo động hơn mấy ngàn vạn cường giả bắt đầu âm thầm xúc thế kích hoạt linh văn nắm chặt vũ khí gắt gao tập trung vào hố sâu khương nghị vẫn không để ý đến hắn vẫn liên hợp khương qua kéo dài tấn công mạnh cũng đang kích ra thiên mệnh chiến giới kích thích thiên mệnh thần thạch trong tế đàn rốt cục sau khi khương nghị cùng khương qua trước sau phấn đấu hơn bảy giờ vết nứt bò đầy tế đàn rốt cục cũng sụp ra đánh biển người xung quanh hố sâu trong nháy mắt đã sôi trào năng lượng đang vận sức chờ phát động giống như là chiều dâng cuồn cuộn tiến lên che mất hố sâu nhưng khi tế đàn đổ xuống cùng lúc đó một mảnh thủy chiều khủng bố gần như tuyệt vọng đã chấn vỡ tế đàn bao phủ khương nghị khương qua cũng đụng nát năng lượng tràn ngập đất trời đang cuốn tới đại địa lay động cường quang mất khống chế phạm vi mấy trăm dặm đều giống như bức tranh đang mãnh liệt nhấc lên khương nghị đã có sự chuẩn bị trước mắt đánh ra thái tổ sơn chống cự đà kích chí mạng trong trước mắt những nguồn bạo tạc này so với lúc tế đàn xuất hiện trước đó càng kinh khủng hơn thái tổ sơn va chạm bánh liệt lần nữa đâm khương nghị đến bé bét máu thịt bay ra hơn 10 dặm theo thái tổ sơn nện vào bên trong địa tầng khương qua cũng đã có chuẩn bị nhưng cũng bị năng lượng nổ tung đánh bay ra ngoài mất khống chế bay lên máu vẩy đầy trời sau khi tế đàn sụp đổ một khối thần thạch sáng chói như mặt trời nhảy vọt lên Xôi trào ánh sáng giống như biển động bao phủ cả dãy núi càng mãnh liệt không trời kinh người hơn chính là thần thạch lại bị một bàn tay to lớn đẫm máu nắm thật chặt một bàn tay to lớn cuồn cuộn huyết khí áp chế thần thạch ngừng kết thành xiềng xích trói buộc thần thạch một bàn tay to lớn mang đến uy thế để biển người bay đi trong phạm vi mấy chục dặm đều cảm nhận được áp bách đến ngạt thở khụ khụ khương nghị ho ra đầy máu xốc lên thái tổ sơn dãy ruộng leo ra ngắm nhìn cường quang trói mắt giống như mặt trời ở không trung. Một bàn tay to lớn đẫm máu, đang nắm chặt thần thạch lơ lửng ở không trung. Một bàn tay to lớn cuồn cuộn huyết khí cường quang càng nở rộ ra vạn trượng. Đã mất đi hư không cách trở không có tế đàn phong ấn, bất luận là bàn tay đẫm máu kia hay là thần thạch đều cho thấy uy thế thật sự. Đây là một loại khí tức khủng bố để dân chúng hồi hộp để vạn vật cúng bái, trong lúc hoàng hốt bên trong huyết khí cuồn cuộn giống như xuất hiện một hư ảnh thần bí hùng vĩ thẳng tắp đỉnh thiền lập địa uy thế cuồn cuộn để không gian vặn vẹo chấn động càn khôn ngay cả bình chướng của thượng thương cổ thành cũng đều xuất hiện vặn vẹo kịch liệt đại đế khương nghị có chút hoảng hốt tiếp đó là cuồng nhiệt đầy mặt cái khí tức kia cực kỳ giống khí tức đại đế đang tràn ngập bên trong huyết khí cuồn cuộn truyền khắp cử thiền thập địa <laughs> thân ảnh kia uy nghiêm tôn quý không gì sánh được cứ như nếu vẫy tay một cái liền có thể cắt đứt vạn cổ giữa tiếng gào thét cứ như có thể làm cho chư thiền yên tĩnh đó là tay đại đế khương nghị kích động đến mức đều đang run lên không lạ khi có thể áp chế thượng thương cổ thành hơn hai ngàn dặm trách không được từ khi hồng hoàng lưu truyền đến nay còn có thể áp chế cả cảnh giới thánh linh thứ được phong ấn trong tế đàn lại là một bàn tay của đại đế đàn hoàng đều kinh hãi thượng thương cổ thành hẳn là có hai ba tế đan chẳng lẽ mốt cái đều là có đế cốt đang khống chế sao lần này thật là đáng giá khương nghị không có để ý toàn thần đầu nhức hắn vui mừng bay lên không nhau về phía bàn tay đại đế kia đế cốt đế cốt đế cốt được phong ấn vạn cổ trong phế tích nơi xa khương qua vừa mới leo ra đang muốn nhìn về phía không trung sắc mặt lại kịch biến khương nghị coi chừng ong một thân ảnh màu tím sáng lạ như cầu vồng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng khương nghị ngón tay thon dài choáng loãng khắc ở phía sau lưng khương nghị khương nghị giờ phút này cuồng nhiệt sao động chỉ lo đế cốt ở trước mặt thời điểm đang kinh ngạc thì cảm giác nguy hiểm đã chậm răng rắc hai cốt phía sau lưng khương nghị vỡ vụn một nguồn năng lượng kinh khủng chấn động lồng ngực cơ hồ muốn trái tim nổ nát vụn thân thể bỗng nhiên ưỡn về phía trước một cái chỗ ngực đều toát ra trường ấn rõ ràng Khương Nghị hân hạnh. Một nữ tử mỹ lệ tiện tay đánh bay Khương Nghị tế lên một tòa cung điện màu xanh, ánh sáng chiếu xa vạn trượng u u phóng đại, sôi trào khí lãng ngập trời, che qua bàn tay máu kia. Nàng mặc áo tím rực rỡ sáng ngời, dáng người cao gầy tư thế hiền ngang, mái tóc đen nhánh rối tung, con người lăng liệt như điện, cả người khí khái anh hùng hừng hực lại mạnh mẽ. Khương Nghị giống như viên thiên thạch xẹt qua trời cao đập vào trong hố sâu, miệng mũi chảy máu toàn thân đau nhức kịch liệt. Nếu như không phải có bát hoàng chiến trụ giữ gìn thân thể, một kích bất ngờ này đủ để lấy mạng của hắn. Vậy khốn hắn hắn chính là Khương Nghị. Hơn 30 thân ảnh giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn rọi trời cao, liên tiếp tàn mát xung quanh Khương Nghị. Bọn hắn khí thế hùng hồn khí tức sát phạt đầy người. Vậy quanh Khương Nghị ngẩng đầu lên trời thét dài. Tóc dài bay loạn chiến bào phía sau lưng mãnh liệt lật múa, dâng lên ánh trăng màu xanh ngập trời. Ánh trăng bành trướng giao hòa lẫn nhau hình thành một mặt trăng tròn màu xanh, che mất bọn hắn cũng khốn trụ cả khương nghị. Thanh Nguyệt phong ấn, quân đoàn Thanh Nguyệt chấn thủ biên cảnh Nam Cương của Sích Thiên Thần Chiêu. Biển người bạo động thấy cảnh này đều quá sợ hãi. A a a, Khương Mị bị Thanh Nguyệt, Khương Nghị bị Thanh Nguyệt phong ấn đau đớn kêu gào, năng lực quỷ dị kịch liệt quần quận ở bên trong giống như thủy triều bao phủ lấy hắn huyết nhục bốc hơi linh lực tàn rã giống như mà là mình đang chậm rãi biến mất từ trên thế giới này buông hắn ra khương quà tế ra phong ma chiến kỳ mãnh liệt lay động dâng lên phù văn đầy trời giống như mưa to gió lớn bao phủ mà tới nhưng vẫn đã chậm lại một bước thanh nguyệt tăng vọt ánh sáng lên mấy lần bao phủ cả đất trời sau đó bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng. Ông ông ông, phù văn gào thét trùng kích lên cầm giữ vùng không gian kia nhưng đã không có bóng dáng Khương Nguyệt. Khương Nghị chúng ta mang đi nhớ kỹ ta quân đoàn Thanh Nguyệt đệ nhất quân trưởng Lăng La muốn người ta chờ các ngươi tại đại doanh Nam, tại đại doanh Thanh Nguyệt, Nam Cương Xích Thiên. Nữ tử trên không trung lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Quả phía dưới, sau đó khống chế cung điện nhanh chóng ngưng tụ, khốn trụ tay đại đế ở bên trong, nhưng nàng đang muốn mang theo cung điện rút lui cũng điện vừa mới ngưng tụ trong lúc bất chợt lại lắc lư mãnh liệt thanh chiều ù ù nương theo huyết khí sôi trào tấn mãnh phóng đại răng rắc răng rắc Thanh đồng cung điện bò đầy vết nứt dâng lên cường quang cùng huyết khí cuồn cuộn sắc mặt lăng là hơi biến lập tức định thần trấn áp thanh đồng ù ù vang lớn nhanh chóng ngừng tụ nhưng một tiếng bạo hưởng long trời lở đất chấn động cả thiên địa nhấc lên thủy triều không gian chân thực thanh đồng cung điện lại vỡ nát huyết khí mãnh liệt đổ xuống nương theo ánh sáng bạo động bao phủ cả đất trời lăng la bị chấn động đến sôi trào huyết khí bay ngược hơn 10 dặm tay đại đế lại tái hiện trên bầu trời cường quang sáng chói bạo kích cả khung trời tiếp tục giao hòa cùng pháp trận của thượng thương mà bên trong huyết khí sôi trào mãnh liệt mơ hồ nổi lên một thân ảnh khủng bố phách thiên tuyệt địa cứ như cổ chi đại đế bể nghĩ dân chúng vắt ngang vạn cổ. Không phải là di cốt nhân hoang. Miệng mũi lăng la chảy máu mặt chấn kinh chẳng lẽ là đế cốt. Chả khương nghị lại. Khương quà hét lớn như sấm toàn lực thôi động phòng ma chiến kỳ. sôi trào lên phù văn ngập trời. Giống như ngàn vạn lưu tình sáng đến trói mắt. Lại như màn mưa lao nhanh thao thao bất tuyệt bao phủ tới phía lăng la. Phòng ma chiến kỳ ư. Vậy mà lại rơi xuống trong tay hắn. Lăng là khẽ nhíu mày bỗng nhiên biến mất tốc độ quá nhanh giống như một mảnh cầu vòng màu tím trong nháy mắt tránh khỏi phù văn lui chuyển ra bên ngoài mấy vạn mét thành nguyệt bí thuật bí pháp thuấn di dành sừng võ pháp cực tốc đặc biệt trong thiên hạ cũng là ý vào chủ yếu để quân đoàn thanh nguyệt có thể đặt chân tại trong quần hùng quân đội cùng nổi lên ở xích thiên khốn cho ta khương quà điên cuồng lay động phong ma chiến kỳ nhấc lên phù văn cuồn cuộn bạo kích lăng là bao phủ thiền địa phù văn sáng chói cầm giữ mấy trăm dặm, bất luận là cây rừng hay là tán tu đều bị cưỡng bức dừng lại ở trong đó. Cứ như không gian đang động lại, thời gian đang đồng kết. Nhưng lăng la bay lên thân hình mạnh mẽ mạo hiểm tránh khỏi tất cả lao thẳng tới vạn mét trên khung trời. Phong ma chiến kỳ thuộc về vạn đạo điều gia chỉ có phong ma linh văn mới có thể phát huy uy lực càn khôn phong cấm của nó. Lăng la đứng ngạo nghễ dưới trời cao thể hiện lạnh lùng, thần pháp phiêu giật, đều là đang miệt thị khương qua, Oanh! Khương Qua thu hồi phong ma chiến kỳ đạp tan mặt đất nâng đào lao thẳng đến bầu trời. Để ta xem người có tư cách gì làm bạn với Khương Nghị đến thượng thương mạo hiếm. Lăng la cười lạnh quả quyết lao thẳng đến Khương Qua. Hai bóng người nhanh chóng tới gần đều không có tránh lui đối diện chạm vào nhau. Nhưng trong chớp mắt lăng la lại bay lên xoay tròn đuôi phải thon dài kéo căng thẳng tắp quất đến Khương Qua quả quyết mà lăng lệ trong chớp mắt khương qua lại vung mạnh đao phách chạm không có chút thường hòa tiếc ngọc nào lưỡi đao sắc bén nhanh chóng chém xuống muốn chặt đứt tận gốc nhưng cuồng đao chém xuống lại không có bất cứ giọt máu nào chạm vào không khí cơ hồ trong chớp mắt lăng la đã quét chân đánh vào ngực khương qua nhìn như tinh tế nhìn như tinh tế lại bộc phát ra lực trùng kích cực mạnh khương qua kêu rên nằm ngang bay ra ngoài tốc độ của lăng la quá nhanh nàng để lại tàn ảnh đuổi kịp khương qua đưa tay về phía trước, bàn tay ngọc sáng long lanh, bộc phát ránh sáng màu xanh chiếu xa vạn trượng. Khương Qua cưỡng ép ổn định, liệt diễm cường mãnh bao phủ trường đao, như là phượng hoàng dương cánh cường thế chặn đánh. Nhưng khi hắn vung mạnh đao trong chớp mắt tay trái lại tận đuổi theo. <laughs> trường đào thất bại trường ấn ngành kích âm âm. Song trường đối kích bộc phát ra năng lượng mãnh liệt như đại triều. Cường thế bức lui hai người nữ tử kinh ngạc lại lao thẳng đến chỗ khương qua thân thể nàng thướt tha linh lùng chập trùng cơ thể lại cường hoành tốc độ cực nhanh để lại tàn ảnh đến hoa mắt cơ hồ muốn vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt khương qua khương qua không còn vội vàng xào động hắn nhanh chóng ổn định tinh thần ánh mắt sắc bén vùng mạnh đào đại chiến banh 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 giữa mấy hơi ngắn ngủi lại có hơn trăm lần mãnh liệt công kích không chỉ là đối chiến thân thể thuần túy mà nương theo đó là mênh mông năng lượng liệt diễm tuôn ra thành nguyệt hoàng kích chiếu sáng trói mắt có chút ý tứ lăng là rất bất ngờ khi nam tử này lại có thể đuổi theo tốc độ của nàng nhưng nàng ra tay vô tình giống như là hung cầm giương cánh đuổi giết khương qua ánh sáng màu xanh phía sau nhanh như điện xen lẫn thành thành nguyệt sáng tỏ phảng phất tiên tử đang lưng đeo ánh trăng thần bí mỹ lệ đang tràn ngập một loại đại thế sắc mặt nàng lãnh nghị thân thể dịu dàng cưỡng bức cường thế bức bách mà tới giờ tay nhấc chân lại càng thêm kinh người người đặc biệt thị ta người còn chưa đủ tư cách khương qua bay thẳng lên trời nghiêm nghị gào thét gương mặt dữ tợn trong chớp mắt hai con người lan tràn ra huyết van quỷ dị khuếch tán khắp khuôn mặt trùng kích toàn thân oanh ầm ầm từng luồng từng luồng uy thế khủng bố phách tuyệt thiền địa cuồng giã phóng thích từ toàn thân khương qua không gian lập tức bạo động nhấc lên gợn sóng Cường khí vô hình phá hủy hết thảy mọi thứ ở xung quanh Lăng la vội vàng không kịp chuẩn bị Bị không gian cường thế đánh tan Bá khí cương liệt trùng kích toàn thân Y phục rách rưới Lộ ra nhuyễn giáp Những vị trí khác thì đâm đìa máu me Khương qua lại giống như tuyệt thế hùng vật Đang hoành hành bá diệt Không nhìn bạo động tốc độ lại tăng vọt Trong nháy mắt đã đánh tới Phía trước Một đào chém về phía yết hầu của lăng la lăng là kinh hồn nhanh chóng thi triển bí thuật mạo hiểm né tránh khương qua lại thừa cơ bạo kích hai mắt tiếp tục phát sáng huyệt văn tinh hồng như máu toàn thân bạo động hùng uy tuyệt thế nhấc lên không gian bạo động liệt diễm cường mãnh đây là truyền thừa đặc biệt của bá thiên yêu hoàng có ta vô địch đánh đầu thắng đó lăng la nhận lấy không gian cường thế quấy nhiễu ưu ừ thế tốc độ mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lại yếu bớt trên diện rộng Khương Qua không cần lại cảnh giác lăng la đào thế hoành không buông ra. Đại khai đại hợp tuôn ra liệt diễm trùng kích dã man. Không hổ là Phượng Hoàng Linh Văn, lĩnh giáo. Thanh Nguyệt Sau lưng lăng la đột nhiên tăng vọt ánh sáng che mất nàng sau đó thoáng biến mất, rời khỏi phạm vi oanh kích của Khương Qua xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Hôm nay người đi không được, bá thiền chiến kỹ. Thiền phiền địa phúc Cường qua hùng tráng uy mãnh hét lên như sấm, xôi trào liệt diễm đến cực hạn giống như là biển động bao phủ khắp nơi. Toàn thân dâng lên huyết văn như cuồng xích đang cuồng vũ, huyết nhục vẩy ra muốn chia tách mình. Nhưng tại thời khắc này tuyệt thế hùng uy hắn bộc phát ra đã đạt tới cực hạn, trùng kích không gian, cuồn cuộn khắp đất trời. Ngay cả pháp trận trấn áp của thượng thương cổ thành đều nhận lấy quấy nhiễu. Âm âm. Phạm vi đất trời gần trăm dặm hỗn loạn vặn vẹo mơ hồ như muốn quay về hỗn độn lăng la đứng trong thanh nguyệt khiếp sợ nhìn trang cảnh phía ngoài quả quyết muốn rút lui nhưng thanh nguyệt mênh mông lại ầm ầm sụp đổ bị năng lượng phiền thiên địa phúc vô tình phá hủy chính nàng hoàn toàn bại lộ tại giữa thiên địa vạn vẹo hắc loạn này hết tập thứ 264